Sau khi tốt nghiệp, các bạn sẽ tách ra, sẽ không còn cơ hội giận hờn nhau như trong quá khứ, và sẽ không còn đầy đủ tiếng cười trong tương lai. Trước khi tôi đi, tôi không trân trọng lắm. Chỉ là sau khi tôi rời đi, tôi mới hiểu trân trọng là gì. Xin chào.